Ôi các bạn ơi, chị kia đang làm gì mà lén la lén lút thế kia? Một con mèo. Này. Sao rồi? Làm gì lén la lén lút thế? Em đang bóc trộn hộp mù. Em vừa bóc được một cái mèo này rồi không? Các bạn ơi, chị tên bóc trộn hộp mù các bạn. Anh lại còn quay luôn á. Đây, anh bắt được rồi. Bắt TV về vừa về rất là nhiều cái hộp hộp mù bí mật luôn các bạn ạ. Nhưng mà mấy cái mẫu con mèo này mình chưa được bóc bao giờ, từ đây là mình bóc thử một hộp này. Nhưng mà tại sao lại bóc thế? Không để bán à? Để bán chứ, nhưng mà em tò mò. Đây nè, đẹp không, đẹp không? Đẹp. Các bạn ơi, bây giờ còn về thêm mấy cái mẫu này này. À, ở bên kia nữa kìa. Đây, 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 chỉ cho các bạn xem đi. Đây các bạn ơi, nhà mình còn về thêm cả mấy cái mẫu hoa quả nữa nha các bạn. Đây này, đó, ui, nhiều mẫu lắm. Còn ngôi nhà đầu tiên nữa, rồi có cả cái mẫu mấy trăm nghìn luôn. 400% nè các bạn. Đây, to lắm. Đó, wow, nhìn này. Đấy, ở shop mình thì có tất cả các hình luôn nha các bạn. Anh ơi anh. Ơi. Em muốn bóc nữa. Không, anh muốn bóc cơ. Không, em muốn bóc nữa. Không, cho anh bóc với. Anh bóc với gì? Ừ. Ok, thế sang đây để chọn mấy cái hình để bóc đi các bạn ơi. Đâu các bạn muốn mình anh bóc cái hộp nào nào? Anh ơi anh, đây là mỗi người chọn một hộp cho anh chọn đấy, chọn đi. Các bạn ơi, anh thích bóc những cái hộp to cơ. Hộp to là đắt tiền á. Đây để xem anh Tiến nó chọn cái nào các bạn ơi. Có nhiều hộp lắm. Anh thích bóc hộp này. Bóc cái này đắt tiền lắm. Anh bóc cái khác đi anh. Các bạn ơi, 400% luôn. Mấy trăm nghìn luôn đó. Anh chọn cái khác đi. Bóc hộp này được không? Không được, phải bóc cái khác. Các bạn ơi, bán hàng mà bóc cái hộp to đùng này nhất thì có mà lỗ luôn. Anh muốn bóc hộp này. Hộp này mới các bạn ạ. Đúng rồi, hộp... nhiều mẫu mới mà. Ủa, mẫu gì đây? À, cái mẫu này là thỏ gì em quên mất rồi. À... cái này là hoa quả này các bạn. Đó, mẫu mẫu thỏ, mẫu hoa quả, mẫu biển này. Ờ, à, đúng rồi. Hay là để em chọn cho. Không, để anh chọn, anh chọn. Sang hay bên là này. Anh chọn một mẫu hải sản đi. Ừ, anh chọn một mẫu hải sản nhé. Ừ. Ủa. Anh thích cái đấy à? Anh bóc hộp này được không? Được luôn. Ủa, giá rất là khá là đắt các bạn ạ. Mấy trăm nghìn một hộp nè. Mình bóc cho các bạn xem. Anh bóc hộp này nhé. Ok. Muốn anh bóc hộp nào? Anh bóc hộp này được không? Được. Anh chọn cái nào cũng được mà. Đâu, anh chọn cái nào? Đây, anh chọn cái này. Các bạn ơi, anh chọn cái này. Ơi, anh ơi anh chọn cho em một mẫu hải sản. Em thích hải sản. Để anh Tiến chọn cho anh mình sẽ luôn, chọn các cho bạn chị ạ. Tuyết luôn một mẫu nha. Tại vì là nhiều mẫu quá nên là chọn... đây anh Tiến sẽ chọn cho chị Tuyết. Okay. cái này là hải sản nha. Hải đây sản. Mình bóc được một bé mèo rồi này. Chưa rồi, chị Tuyết bóc được một bé mèo rồi. Bây giờ mình sẽ vào nhà để bóc cho các bạn xem nhé. Ok, mình sẽ vào nhà bóc cho các bạn xem. Đi vào nhà các bạn ơi. Yeah. Các bạn ơi, bây giờ thì sẽ bóc nha các bạn. Ở đằng sau mình thì có rất là nhiều hộp Lucky Box, mình để đây cho đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn muốn anh bóc hộp nào nào? Em tưởng là anh chọn cái đấy rồi, anh chọn cái này rồi chứ. Anh chọn Migo rồi các bạn ạ. Đây anh chọn Migo ở ngoài rồi nên là anh sẽ bóc hộp này nha. Ok, bây giờ thì ai sẽ là người bóc trước các bạn? Anh Tiến bạn thì... từ tí đi. Nhưng okay. Mà chị Tuyết đã bóc được một con như thế này rồi, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhưng mà đây là em bóc từ hồi nãy rồi, đây để cho các bạn ngắm nha. Vâng, anh cũng muốn bóc luôn. Ai mà thắng thì sẽ được bóc chua. Con này thơm đi. Thơm chua, quá. Mấy bạn này thơm lắm các bạn ơi, bây giờ ăn từ tí đi. Nào, ăn từ tí ra cái gì, ra cái kéo. Anh thua rồi. Mình đã bóc trước rồi, mình sẽ bóc bé này nha các bạn, đây là... bé hải sản này. Trước khi bóc thì mình sẽ giới thiệu bé mèo mình vừa bóc cho các bạn xem nha. Hồi nãy thì mình có bóc được một bé mèo rất là xinh này. Mắt của bạn ấy là mắt có thể đảo qua đảo lại được nha các bạn. Ở trên má thì bên này lại còn có cái hình mặt trăng này, lè lưỡi này. Uầy. Và đây có cả chữ good night nữa nè. Good night, dễ thương cực luôn. Bạn ấy còn kèm theo một chiếc chuông nha các bạn. Đây chỉ là một khuôn mặt mèo và một cái đuôi thôi. Cái này thì chúng ta có thể móc được này. Và đây còn là một cái túi nữa các bạn ạ. Chúng ta có thể dùng làm túi đựng luôn nè. Rất là xinh. Và mấy bạn này thì đặc biệt là mỗi bạn có một mùi hương khác nhau á các bạn. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm lắm luôn. Đây bạn ấy đây nè. À đâu. Đây các bạn ơi. Trong set mèo thì sẽ có những hình bạn này. Và bạn mình bóc được chính là bé này. Đúng không anh? Ồ, dễ thương thật đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn màu trắng này cũng đẹp này. Anh chỉ muốn anh bóc được bạn màu trắng thôi.
Đây là cái thẻ của bé mèo này, các bạn nhìn thì có giống nhau không? Đó. Rồi ok, giới thiệu bạn mèo xong rồi thì tiếp theo thì mình sẽ unbox bé lúc nãy mình bóc nha. Rồi bạn này sẽ ngồi ở đây đi. Của em đây đúng không? Đúng rồi. Hải sản là của em. Em thích ăn con gì? Em rất là thích ăn tôm cua. Đây, cho các bạn xem set hải sản của chúng ta thì có cá này. Có rất là nhiều loại cá. Bạch tuộc này, cá đuối này, cua này. Ủa, con nhìn gì con đấy? Cua đẹp thật đấy. Con gì nhở? Không biết nữa. Mà có hai bé là mắt nước các bạn ạ. Em thích nhất là con cua. Em hy vọng rằng sẽ là con cua. Còn anh đoán con gì? Anh xem nào. Các bạn đoán con gì ở trong cái hộp này? Anh đoán nhanh con nào. Con màu vàng thứ hai. Màu vàng thứ hai ạ. Con màu vàng thứ hai đi. Mình sẽ đoán con cua nha các bạn, tại vì mình rồi, thích cua. Đoán con cua các bạn ạ. Ủa cái hộp này mở dễ thế. Wow. Thẻ. Có thẻ rồi. Thẻ thẻ. Chưa cho các bạn xem. Xem nào. Không, giấu thẻ trước. Đây. Ôi, các bạn ơi. Màu đây là set hải sản, đây là nó có màu của biển luôn các bạn ạ. Mặt trước của nó. Mặt trước đây. Wow. Còn đây mặt đằng sau này đó. Cũng chẳng có gì nhờ, anh tưởng là nó có hình ảnh luôn. Em đã biết là con gì rồi. Đây, ở đây nó có một cái lỗ các bạn ơi. Nhưng mà cái lỗ này thì có nhìn thấy không? Không thấy. Ơi, cắt kìa. Chưa cho các bạn xem thẻ để xem là có bạn nào đoán đúng không nào. Hồi hộp quá các bạn ạ. Các bạn ơi, xem ai đoán đúng nhọc luôn. Trời ơi. Màu đỏ. Này, cho các bạn xem trước. Màu đỏ. Ôi, màu đỏ các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy ra nào. Ta-da. Như sao chị tiết đặt chính xác vậy? Con cua lại còn mắt nước nữa. Ôi, các bạn ơi, thế là phiên bản hiếm đúng không? Mắt nước có phải phiên bản hiếm không? Ôi, thẻ đây các bạn ơi. Nhìn này. Nhưng mà anh ơi. Cái thẻ này sao nó lại không phải là mắt nước mà là mắt thường, mà trong khi đây lại là mắt nước. Ừ nhờ. Ồ lạ thế. Thơm lắm. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm cực kỳ luôn. Các bạn ơi, nhìn này. Con cua này thì nó có thể là một cái móc để chúng ta móc vào túi luôn á anh. Mà cái này nó không có túi đâu. Hôm trước mình có bóc một bé Migo này thì nó là cái túi á, nhưng mà bé này thì không nha. Ôi trời ơi anh ơi, em thích nhất là con cua thì là bắt được con cua luôn. Ôi nhưng mà các bạn ơi, một chuyện rất là lạ nhá, ở trong vỏ hộp không hề có mắt nước luôn. Có mắt nước hình con này. Không, là con cua của mình bóc ấy hoàn toàn không có mắt nước nè. Nhưng mà khi mà mình bóc ra lại có mắt nước nè. Nhưng mà em đã bóc được mắt nước rồi. Trời ơi. Thẻ cũng không có mắt nước luôn. Hồi nãy bóc được một con mèo thì mắt đảo, nhưng mà bây giờ thì mình bóc được một con cua thì là mắt nước nha. Các bạn ơi, anh tò mò quá. Anh sẽ bóc được con gì đây? Anh bóc của anh đi. Để anh bóc của anh cho các bạn xem nha. Ok. Nhưng mà anh vẫn thích bao con 400% kia. Không ạ, 400% này á. Đúng rồi. Thôi, bóc cái này xong là hết tiền vốn để mua đồ luôn á. Anh bóc cho các bạn xem đi. Ok, anh sẽ bóc cho các bạn xem này. Ok. Các bạn ơi, mình thích con cua này quá à. Các bạn ơi, hồi hộp quá, anh đang muốn bóc nè. Anh bóc đi để xem là con gì nha các bạn. Trời ơi. Các bạn ơi, ở đằng sau này cũng có đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con vật nha các bạn. Các bạn đoán xem nó sẽ là con gì nào? Em chị cũng không đoán biết nó gì. Là con gì. Nhưng mà em thích con màu trắng. Em sẽ đoán nó là con màu trắng đi. Tại hồi nãy em thích con cua, em đoán con cua nó trúng luôn. Anh đoán con gì? Anh đoán con màu hồng này. Con màu hồng là con heo à? Con heo đây. À. Con màu hồng là con heo các bạn ạ. Các bạn ơi, rất là đẹp. Mình thì đoán màu trắng, còn anh Tiến thì đoán là màu hồng. Còn các bạn thì đoán là màu gì? Ê. Đoán màu gì nào? Tớ hy vọng rằng anh Tiến sẽ bóc được một con mà nó cũng mắt nước như thế này các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mình bóc được mắt nước luôn. Ủa anh bóc xong rồi à? Tò mò quá. Anh ơi anh, từ cho các bạn xem thẻ nha. Tí nữa thì khi nào anh ấy đã rồi mình cho các bạn xem thẻ. Anh lấy mặt sau của thẻ ra cho các bạn xem trước đi. Mình sẽ che đi. Anh xé túi đi và lấy thẻ ra cho các bạn xem. Các bạn ơi thẻ. Anh nhìn thấy rồi thẻ này. Đâu. À có thẻ rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ anh xé đi. Thơm quá. Anh xé túi đi và lấy màu ra cho các bạn xem trước đã. Mình đoán. Các bạn ơi.
từ để em quay cam sau cho các bạn xem nha. Ok ok. Tò mò chưa các bạn? Tò mò chưa? Nào, nào bóc ra đi. Anh đoán màu hồng. Anh đoán màu hồng. Màu hồng nhưng mà các bạn ơi nhìn cái tai này, cái tai nó sẽ giống với con nào ta, con gấu này à? Cũng không biết được, nhưng mình vẫn chưa hy vọng là con màu trắng các bạn ạ. Ừ nhờ. Nhưng bé màu hồng lại không có cái vảy ra đây à? Đâu? Thôi, màu hồng rồi. Cái tai khác. Thôi nào. À, nhưng mà cái con này à không phải. Chết thôi anh tiết lộ đi, các bạn tò mò anh lắm rồi. Tiết lộ cho các bạn nha, anh nhắm okay, mắt okay. Này. Anh nhắm mắt đi. 1 2 3. Wow, màu trắng, màu trắng. Ê, màu trắng các bạn wow, ơi. Các bạn ơi. Wow. Anh có được con màu trắng này. Con màu trắng ạ. Ồ, thẻ cũng đúng màu trắng luôn. Nhưng có cả màu hồng mà. Thẻ có cả màu hồng các bạn ạ. Nhưng mà nó đúng là con em đoán luôn này. Chị Tuyết hôm nay nghe của chị Tuyết rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn xem này. Ê, xem con cua nữa đi. Cả con cua nữa luôn. Để con cua xem, so sánh xem con nào đẹp nhất nào. Các bạn ơi, trong ba con này con nào đẹp nhất nào. Đây là con cua mắt nước này. Đây là bé mèo đeo chuông. Và đây là một bé cừu. Các bạn ơi, các bạn thấy bạn nào là đẹp nhất? Bạn nào đẹp nhất hả các bạn? Anh thích con nào? Anh bây giờ anh lại thích bé mèo đeo chuông này hơn. Nhưng mà bé mèo đeo chuông này thì nó đắt hơn các bạn ạ. À. Bạn này thì đắt hơn cả hai bạn này. Rất là nhiều luôn. Bạn cừu này là cũng mắt âm dương đấy, hai màu mà. Mà nhưng mà em vẫn thích bạn cua nhất, tại vì là bạn cua nhìn kiểu nó nổi bật đấy anh, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bạn cua này lại không có túi, còn đặc biệt là bạn anh vừa bóc cũng có túi luôn. Bạn các bạn có thể để tiền vào trong này nè. Thì mỗi bạn sẽ có đó. Một sở thích khác nhau ấy. Đúng rồi, mỗi bạn sẽ có một sở thích khác nhau, nhưng mà đúng là các bạn này rất là thơm. Mỗi bạn sẽ có một mùi thơm khác nhau. Các bạn ơi, ở shop Tuyết Tuyết TV của mình thì còn có rất là nhiều mẫu nha. Ví dụ đây là mẫu hoa quả này. Đây là mẫu gì ấy, nhà trẻ hay cái gì nhà đó. Nhà trẻ, nhà trẻ. Đây là mẫu mới đấy các bạn ạ. Đây là mẫu mới các bạn ạ. Mẫu mới này thì cũng có nhiều hình cute lắm này. Đó. Và đây cũng là nhà trẻ này. Bigo. À, bạn này là 400% luôn các bạn ơi. Nên là nếu mà bạn nào thích mẫu gì thì có thể đến shop Tuyết Tuyết TV nha. Đây cũng là mẫu hải sản luôn. Hoa quả này. Bạn thỏ hồng nè, rồi mèo nè, Migo. Đó. Nhiều mẫu lắm. Đấy, chúng mình vừa unbox cho các bạn xem hẳn 2, à đâu 3 rồi chứ. Cả cái tớ unbox là 3 bạn rồi. Chị Tuyết bóc cho một chú. Nhưng mà tại vì đẹp quá đúng không các bạn? Và ở shop mình thì còn có rất là nhiều mẫu đẹp nữa. Nếu mà các bạn ở gần này thì có thể đến shop Tuyết Tuyết TV tại... tại đâu nhỉ anh nhỉ? 104 C34 tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Đúng rồi các bạn ơi, nếu mà ở gần đây thì có thể đến shop của mình để ngắm những bé ba xinh đẹp nha. Và nếu các bạn muốn chúng mình bóc hộp mù nào này thì có thể để lại bình luận luôn. Ngày hôm sau thì chúng mình sẽ thực hiện nha. Hoặc các bạn kết bạn Zalo của chị Tuyết Tuyết với số điện thoại là 0355250392 nha các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, nhớ kết bạn Zalo để ngắm những mẫu xinh yêu tại shop Tuyết Tuyết TV nha. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của chúng mình. Bye bye. Bye bye. Đẹp quá này. Không ạ. Chào em.